Tùng là đại diện của Việt Nam đi Miss Universe thì ngẫm lại 2 năm trước thì Hoàng cảm thấy như thế nào? Hoàng thấy rất là hồi hộp. Ngày hôm nay khi mà bước lên sàn thì Hoàng cảm giác rất là hồi hộp. Mình nhớ lại cái cảm xúc năm ngoái nho nhoi của mình. Mình nhìn lại đàn em của mình lại bắt đầu chinh chiến trong cái cuộc mới. Bản thân Hoàng nhớ lại cái cảm xúc của mình ngày hôm đó. Thành tích đạt được của Hen vào top 5 vẫn chưa có ai vượt qua được thì Hen có hy vọng là Vân sẽ vượt qua mình hoặc là như thế nào không? Em tin chắc rằng nếu Vân có cái sự tập trung này hay là có cái bản lĩnh đặt mục tiêu và có sự quyết tâm hết mình, em nghĩ rằng là rất là dễ dàng cho Vân có thể đạt được một cái vị trí cao hơn Hen. Và có thể là tại vì Hen nghĩ rằng là nếu mà tới thời điểm đó mà Vân biết có những cơ hội nhìn thấy được những cái đường mình có thể đi và lựa chọn những đường đi tốt đó thì Vân có thể tỏa sáng và chạm cả vương miện luôn. Nhận xét của Hen về Vân, về điểm mạnh điểm yếu và cái sự tỏa sáng của Vân trên đấu trường quốc tế, nhận xét của Hen như thế nào? Vân là một người ví dụ như là mình nói về ngoại hình trước ha, tỏa sáng rất là sáng. Mỗi lần mà Vân cười mình cảm thấy rất là fresh. Vân có một làn da trắng với tất cả các đường nét đều rất là hài hòa, rất là đẹp, có thể là inspire mọi người rất là nhiều. Cái đó là những cái điểm mạnh về hình thể của Vân. Bên cạnh đó, Vân là một cái người rất là giàu tình cảm. Và những cái điều mà gọi là giàu tình cảm như thế có thể là kết nối được với các bạn thí sinh, kết nối với cuộc thi. Và đó cũng là một cái lợi thế mà Khánh Vân về cái mặt điểm. Thì tại vì Vân là một người rất là giàu cảm xúc nên là cảm xúc của bạn dễ dàng bị trôi bởi tác động của những người ngoài, như là khi mà cộng đồng mạng có cái việc là gọi là nói tra tấn bạn hay là dùng những cái lời lẽ gọi là làm gì đó để thấy là bạn sẽ dễ dàng bị tổn thương. Nên là Hen hy vọng là Vân có thể khắc phục được điều đó để khi mà đi tới cuộc thi rồi mình có thể buông xuôi hết tất cả những cái điều đó, rồi mọi người có nói gì thì mình đừng có quá quan tâm mà mình hãy tập trung cho cuộc thi và nhận được những cái năng lượng tích cực để mình có thể tỏa sáng. Nhưng mà đứng trước các nhân vật về các cái khu vực châu Âu hoặc là Nam Mỹ đồ á thì rất là nổi bật, rất là nổi trội, thì Hen có đánh giá là Vân có phần sẽ lép vế hơn các cái đại diện của các quốc gia đến từ cái quốc gia đó. Năm nay cũng như năm trước thì Hen luôn luôn theo dõi các thí sinh ở các cuộc khác như thế nào, thì Hen có thấy là nếu mà cân về câu chuyện hứng thì bé Vân có một câu chuyện khá là thú vị. Nếu mà nói về hình thể chiều cao thì không hề, nên là Hen tự tin rằng là bé Vân có thể tỏa sáng và đứng chung với dàn của châu Mỹ Latin hay là nội châu Á hay là những người mà đang gọi là mạnh nhất ở tại Hoa hậu Hoàn Vũ. Nên là Khánh Vân có cơ hội chạm được những vị trí tốt nhất ở tại cuộc thi. Hen kỳ vọng Vân sẽ đẹp thành tích như thế nào? Như là top 3. Tin đồn mà Khánh Vân sẽ làm hoa hậu giám khảo của hoa hậu Hoàn Vũ thế giới. Cái đó là tin đồn thôi. Hen làm giám khảo hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Vậy thì nếu mà trong bây giờ giám khảo thì Hen sẽ đánh giá cái cô gái của năm 2021 như thế nào trong gương mặt cho xương vị là hoa hậu? Là phải chờ thời gian. Cái thứ nhất là mình phải xem cái profile của các bạn. Rồi cái thứ hai là mình phải xem cái chủ đề của ban tổ chức. Tại vì ban tổ chức đã có những chủ đề hết và một chủ đề hay là cả vương miện luôn đều dành cho cô đấy. Thì Hen cũng phải chờ đợi và bên cạnh đó là xem xét quá trình của các bạn trong cái lúc thi. Nhưng mà Hen tin chắc là những cô gái mà có cái tinh thần gọi là độc lập này, nếu mình theo bám sát thôi chủ đề một tí hay là hơi nữ quyền một tí, rất là độc lập, rất là gọi là có thể là tự tin và làm được những cái điều mà chính bản thân cô ấy có thể làm được. Hay nghĩ rằng một cô gái khá là mạnh mẽ, khá là siêu anh hùng một tí, có thể có những cơ hội để chạm được vị trí khá là xa trong cuộc thi. Nhưng mà cái đây là Hen nói thôi, tại vì Hen cũng chưa nhận được nội dung của ban tổ chức, Hen chỉ nghĩ sơ sơ như vậy thôi. Nhưng mà trong tinh thần, nếu mà chúng ta đã quyết đến với Hoa hậu Hoàn Vũ thì ví dụ như là chúng ta xem tiêu chí của Hoa hậu Hoàn Vũ, thường là những cô gái truyền cảm hứng, thường là những cô gái có hình thể rất là săn chắc, rất là tự tin, rất là hiện đại, không nhất thiết là phải là phải ốm hay là phải ra cơ cục cục, nhưng mà miễn là cô ấy rất là nhìn rất là hiện đại, rất là năng lượng trong cái hình thể của cô ấy, thì đó là những cái tiêu chí mà hầu như là bên IMG họ luôn luôn gọi là lựa chọn, và những cô gái luôn yêu bản thân mình và làm cho bản thân mình luôn thay đổi. Thì Hen nghĩ là dù có là bên tổ chức Hoa hậu Việt Nam mình có những cái chủ đề khác nhau, nhưng mà mình cũng phải bên cạnh đó mình cũng phải bám sát những cái tiêu chí hay là những các cô hoa hậu mà đã chiến thắng ở IMG, tại vì
mỗi thời hoa hậu nó đều có những thời khác nhau, có những sự lựa chọn khác nhau, nên là mình cũng phải cân đo đến và mình xem xét quốc tế nhiều hơn.